DJI Mini 2 có thể sử dụng khung bảo vệ cánh quạt để tăng mức độ an toàn khi bay, đặc biệt là khi bay ở khu vực có nhiều vật cản trở, hoặc khi bạn mới bay lần đầu và chưa quen cách điều khiển máy bay. Và video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn khung bảo vệ 360 độ cho cánh quạt. Để hai mảnh ghép khung lên một mặt phẳng để xác định vị trí của mỗi khung, phần nhô cao lên dùng cho cánh quạt ở trước. Mở hết cánh tay của máy bay ra. Cầm nghiêng máy bay và đưa khung bảo vệ vào cánh trước của máy bay. Để thẳng máy bay lại và đưa cánh quạt sau vào khung. Sau đó khóa lại và chắc chắn là khóa đã được đóng chặt. Sau đó gắn nửa bên còn lại theo cách tương tự. Khi được gắn khung bảo vệ, máy bay sẽ giới hạn độ cao tối đa là 30 m và khoảng cách tối đa là 50 m để bảo đảm an toàn. Để gỡ khung bảo vệ cánh quạt, bạn chỉ cần làm ngược lại các thao tác vừa rồi. Mở khóa, gỡ cánh quạt ở đằng sau ra trước. Sau đó nghiêng máy bay và gỡ cánh quạt trước.